Thì là anh Minh Trung chào mọi người nhé. Đây là tiếp tục vệ sinh máy giặt nhé. Ra ngoài đi. Phá đám ấy. Cái này không phải cái ở đâu. Dạ. Bảo thằng chó này. Cái này không phải cái. Cắn. Đâu rồi chứ. Ngoài đúng không? Không phải chứ. Đây, à. À. Đưa nó đéo chơi đâu. Phải tự nó tìm hết chứ. Cái này không phải cái để gặm nữa nha. Mày thích gặm cái súng của người ta là thế nào không? Tao kìa. Mày cứ thích gặm cái dây là thế nào? Đi mẹ à mày. Chưa. Ôi. Đúng rồi. Thôi. Có con gái. Đấy, há ra, nhả há mồm ra. 7-8 nghìn. Ờ. Ok. Uống nước ăn. Thank you.
Ông kia. Ông Đương. Chị ăn đi. Chị Thái luôn đi. Nói chung là không mời đâu, mấy thằng shipper thì, mấy thằng shipper thì tháng được có 20-30 triệu rồi, làm đéo có tiền đâu. Chạy chung. Đi đi. Nhắn tin anh kia. Vâng, đây xem nào, đây,
chân cho nó sạch nhé. Sạch nhé. Gửi lại nhìn chung chào mọi người nhé.